Xin chào quý vị. Tiếp tục hôm nay Nhi quay lại với chương trình. Thì khi mà người không biết nhìn vào thì cứ nghĩ là ai đó nhập chắc là ghê gớm lắm, và có cái hiện tượng sợ, rồi cũng như là có cái gì đó đặc biệt. Thật ra nó không có gì đặc biệt hết quý vị. Nếu như một linh hồn mà linh thiêng, chẳng hạn như cái linh hồn của cậu Năm Vũ Linh mới mất rồi về nhập như vậy, thì Nhi nói thật với quý vị là hoàn toàn không có. Không có quý vị. Còn nếu như có đi nữa thì cũng sau 49 ngày. Và sau 49 ngày thì phải người thân hoặc là người nào đó mà như Nhi nói là phải có đủ tu tập, đủ cái phước đức cũng như là cái công đức người ta dày, công năng người ta có cái duyên tu tập chánh đạo thì người ta mới biết được cái thần thông cũng như là mượn qua được năng lượng cũng như năng lực của phần âm. Âm là năng lực của phần âm quý vị. Người ta đâu còn hình thể xác nữa, nhưng mà người ta có một cái lực thúc đẩy, cái lực nó rất là mạnh. Mà cái lực âm, mà khi cái lực âm mà dựa vào cái lực dương, có nghĩa là mượn xác của trần gian, thì đây á, đối với luật trời là trái đạo lý và sai với cái luân hồi của luật trời. Nhưng mà nó có hai trường hợp. Nếu như mình sử dụng cái đó về hướng tà đạo, hay là mình không có ai nhập cả, nhưng mà mình tự thần hóa ra, và có nghĩa rằng mình diễn ra một cái bài kịch giống như là phải làm cái gì đó nó kỳ quặc để đổ thừa cho rằng là phần tâm linh nhập, thì hoàn toàn là không có và hoàn toàn rất là sai. Điều này chỉ là ma mị những người không hiểu và những người không biết thôi. Còn nếu người mà có cái minh tuệ, cái trí tuệ sáng suốt thật sự, con đường tu tập thật sự, thì không có cái chuyện này. Và người ta biết thật, và người ta có thể kết nối với tâm linh, người ta có thể thấy được về tâm linh, nhưng mà qua cái lực để hiểu theo năng lượng về âm thôi, chứ không có cái chuyện múa máy, hay là nói cái này, nói cái kia, hay là phỉ báng người này, hay là chỉ trách người nọ, thì không có. Điều đó hoàn toàn là sai với sự thật. Tại vì tâm linh người ta rất linh thiêng, người ta không có, giống như người ta không phải là cái gì đó mà xấu xa, hay là ma quỷ, hay là mọi chuyện nó làm nó cho ghê gớm, mọi chuyện làm cho ghê gớm và làm cho thần hóa ra ma quỷ là con người tự tạo ra, con người của mình tự tạo ra và thần hóa nó ra, làm có vẻ như thần thông, bí ẩn, chứ thật ra ma quỷ người ta cũng như, ma quỷ là từ đâu, là từ một con người linh hồn của chúng ta. Có người hiền, có người dữ. Nhưng mà nếu như những người mà linh hồn dữ, họ gặp những cái người mà đủ đầy phước đức, thì sẽ hướng dẫn họ và thuần hóa họ được theo con đường chánh đạo để tu tập, để chuyển hóa, để chuyển kiếp luân hồi. Chứ không có ai mà làm bậy. Còn cái những người mà họ dựa vào đó để mà họ thần hóa ra làm những điều mà nó xấu xa, nó không có đẹp mắt, nó không có đúng với tính chất của cái tâm linh, thì cái người đó là cái người mà làm sai, thì người đó phải phạm tội. Và cái người làm sai đó thì sau này nếu như tiếp tục, mà mới đầu là làm giả, nhưng lần lần sau đó sẽ thành thiệt. Và cái người mà cứ giả làm như vậy, sau này họ sẽ bị tẩu quả nhập ma. Và bởi vì mình cứ làm cho cái thần kinh mình rối loạn lên, là chính vì tẩu quả, vì nhập ma về thần kinh trước, chính chúng ta tạo ra cái điên loạn trước, rồi từ đó chúng ta sẽ điên loạn thật. Tại vì sao mà gọi là tẩu quả nhập ma? Là bởi vì cái đầu óc của chúng ta nó không tỉnh táo. Đầu óc chúng ta làm những cái điều mà nó bí ẩn, nó thần hóa, gọi là có một cái gì đó, ma lực nào đó dựa vào làm những cái điều mà rất là không có đúng với thực tế. Thì từ từ tự nhiên chúng ta sẽ bị tẩu quả nhập ma thôi. Tẩu quả nhập ma không phải là ma nó nhập vào, mà chính có những cái tâm lực mà nó hung dữ đó. Bởi vì những người mà có cái đi theo con đường không chánh đạo hay tà đạo, và
và đi theo đi sai đường và lúc nào cũng hướng dẫn những cái điều mà xấu xa, thì những cái phần lực tâm linh đó, những cái lực tâm linh mà hung dữ, người ta sẽ đi theo và người ta làm cho mình sau này giống như bị tẩu hỏa nhập ma thật. Người ta làm cho mình không còn tỉnh táo, và người ta làm cho mình giống như cái biểu tượng mà con người của mình đã diễn ra. Cho nên là qua cái câu chuyện này Nhi kể, Nhi chia sẻ với quý vị là cái điều mà các anh chị cô chú mà đến mộ của cậu Năm Vũ Linh để mà nhảy múa đó, thì Nhi nghĩ đây là một cái bài diễn, một cái bài diễn thôi. Nhưng mà những người mà lập ra hay là có cái chủ mưu mà làm những cái bài diễn như thế này, thì đối với cái tâm linh đó, hoặc là đối với cái quy luật trời, thì hoàn toàn là sai, và người đó hoàn toàn sai, và làm như vậy là rất là tầm bậy, làm như vậy là không đúng, và vô tình truyền một cái văn hóa gì đó mà giống như là ma quỷ ở đâu nó u ám, chứ thật ra đâu có, con người tạo ra thôi. Mà nếu như con người cứ tạo vậy hoài thì nó có một cái nguồn lực u ám đó thật, và nó có một cái nguồn lực để đi theo mình, và nó sẽ hủy hoại mình và nó sẽ phá mình, trừ khi mình chỉ có công đức hồi hướng cho họ. Nhưng mà Nhi nói, Nhi xin thưa với quý vị như thế này, người mà tu đúng, mà đầy đủ cái minh tuệ sáng suốt và dày phước đức, thì họ lại không làm những điều như vậy. Bởi vì họ biết được, mà khi họ biết được đó, họ cũng không bao giờ nói cho ai biết. Họ chỉ giúp, âm thầm giúp, và họ chỉ nói cho người thân biết thôi. Chứ họ không có phải là tự nhiên muốn nhập lúc nào là nhập, thì điều này là không có đúng. Đây là một cái bài gọi là cái bài diễn đó. Bài diễn như thế này thì tạo ra một cái văn hóa gọi là nó tiêu cực, mê tín dị đoan, và nó không có tính chất thật và không có tính chất trong sạch, làm nó thần hóa câu chuyện lên. Thứ nhất là tâm linh họ không có nhập tùm lum. Thứ hai, nếu như thật sự mà biết về tâm linh hay là tâm linh có theo họ thật, thì không bao giờ cái khẩu của họ mở ra mà nói được như vậy. Mở ra mà nói được như vậy, quý vị. Đầu tiên mà người đó mà vướng về vấn đề âm, thì âm nó sẽ trội cái dương, thì chúng ta sẽ suy yếu về sức khỏe. Đầu tiên là sẽ bệnh, và sau cái căn bệnh đó, chúng ta sẽ ngủ và nằm mơ rất nhiều về vấn đề đó, thì chúng ta sẽ biết trong giấc mơ thôi. Và còn nếu như trong cái giấc mơ mà chúng ta kết nối tốt, chúng ta nói chuyện được, thì chúng ta chỉ biết trong giấc mơ, còn bình thường ở ngoài không bao giờ chúng ta nói được, nếu như người đó có dựa vào mình. Và trong giấc mơ khi mình thấy thì mình biết, mình biết như vậy đó, là mình chỉ có cách hồi hướng cho họ, cũng như trong giấc ngủ. Rồi nếu như mà mình có biết thì mình chỉ có cái cách chia sẻ với gia đình, với người thân, chứ mình không có nói lung tung. Điều này cũng không có nói lung tung được, bởi vì cái điều đó nó giống như là một cái gì đó nó của cái thế giới khác. Chúng ta không được nói tùm lum giống như là mọi người lên nhảy tùm như vậy và múa men như vậy. Đó là một cái bài diễn, một cái bài diễn mà có sắp đặt, có nghĩa là người ta biết diễn như vậy, và người ta diễn như vậy để cho những người mà họ không hiểu là họ sẽ tin thật. Nhưng nếu một người mà có kết nối với tâm linh tốt, họ không bao giờ làm điều đó. Và không phải là biết bằng cách đó, mà họ biết còn xa hơn nữa và biết nhiều hơn nữa. Nhưng mà khi họ biết đó, họ sẽ giúp cho người tâm linh đó, giúp cho cái linh hồn đó và giúp cho người thân của linh hồn đó. Chứ không phải là đi làm bậy hay là đi nhảy múa, đi nói tầm bậy tầm bạ. Tại vì thật sự khi mà quý vị bị cái lực đó rồi đó, quý vị không còn lực để nói đâu. Quý vị rất là mệt, quý vị không có còn lực để nói đâu quý vị. Và mình mà nếu như mình cứ giả như vậy hoài, thì sau này mình sẽ vướng vào cái nghiệp đó, rồi từ đó sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Nhiều người cũng bị điên như vậy rồi. Cho nên đó, nhiều cái bài học mà tại vì họ nghĩ rằng họ có một cái gì đó, họ làm như vậy là mọi người tin, rồi họ làm như vậy là để đánh đồng cho mọi người là nhìn họ với cái ánh mắt là thần tượng, có một cái gì đó thần thông. Nhưng thật sự không có thần thông gì cả. Và chính cái ma quỷ đó chính con người tạo ra. Còn thần thông
Nếu mà người có thần thông thật sự rất ít, và cái thần thông đó nó đến từ cái lòng đạo đức, cái lòng từ bi, thì có cái người ta mới có một cái ánh sáng, một cái trí tuệ minh mẫn để người ta thấy được. Khi thấy được, người ta giác ngộ được, đó là thần thông. Thần thông là giác ngộ. Mà khi giác ngộ được rồi thì họ đâu có đi nói tầm bậy, họ đâu có làm những cái điều sai, và họ chỉ làm điều đúng. Và những người sai họ sẽ hướng dẫn cho linh hồn đó đi đúng và chánh đạo để họ được giải thoát. Linh hồn, cái thể xác thì đã giải thoát rồi, bây giờ còn cái linh hồn nữa. Cho nên rất cần cái người mà đủ tâm, đủ đức để hướng dẫn họ theo con đường giải thoát linh hồn. Còn cái vấn đề khi mà quý vị hỏi là nếu mà mình cứ tại sao họ làm được hay vậy, mà nếu mà mình làm gì ngoài có ảnh hưởng gì không, thì xin thưa quý vị, như hẹn quý vị những cái video sau Nhi sẽ trả lời là có ảnh hưởng gì không và có ảnh hưởng nặng hay không, thì Nhi sẽ trả lời vào những cái video sau. Còn qua cái video này thì hôm nay Nhi đã giải thích và trả lời thẳng thắn với quý vị 100%, tất cả đều thần hóa. Và biến ra cái chuyện mà thần thông hay biến ra cái chuyện gì đó, nó gọi là con người tạo ra ma quỷ, chứ ma quỷ không có tạo ra, và không có gọi là không có gọi là không có ma quỷ nào đến phá chúng ta cả, nếu như tâm chúng ta đàng hoàng, nếu như chúng ta hiểu thì chúng ta không có là không có bị như vậy. Trừ trường hợp những người có cái tâm tà đạo thì người ta sẽ dùng những cái khác, thì sau này thì đó nó có một cái tà, mà đã tà là nguy hại đến phá, cho nên cái điều đó nó rất là sẽ nguy hiểm sau này, thì Nhi sẽ giải thích vào những cái video sau. Về cái vấn đề mà ma quỷ nó có, nhưng mà không phải tự nhiên, con người tạo ra qua những người thầy mà làm cho mình thần hóa, giống như cho mình cái gọi là thần thông. Nhưng mà thần thông ấy, ở đây không phải là một cái phép màu hay là cái một cái gì đó mà thần thạo ghê gớm, gọi là một cái gì đó mình biến hóa ra để cho thần thông, mà thần thông là minh tuệ, thần thông là giác ngộ, thần thông là có trí tuệ thì mới gọi là thần thông. Bởi vì người ta đã nhìn thấy tất cả, mà nhìn thấy tất cả đâu phải là nhìn thấy qua cái gì đâu, qua cái ngộ giác, là giác ngộ, thì chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả mọi vấn đề. Rồi, Nhi xin cảm ơn quý vị rất nhiều, và một lần nữa Nhi xin chúc cho quý vị, anh chị và các bạn thật buổi tối thật là nhiều sức khỏe và nhiều may mắn, cũng như là quý vị có thắc mắc gì, mong quý vị hãy cho Nhi những lời bình luận ở bên dưới video này và góp ý, và quý vị cần hỏi về vấn đề sức khỏe hay bất cứ vấn đề gì về đến tâm linh, quý vị mong quý vị cho Nhi một cái lời bình luận, cũng như là hay là hãy liên lạc qua số điện thoại của Nhi ở trong video này. Một lần nữa xin quý vị nào chưa đăng ký, quý vị đăng ký cho Nhi để Nhi có thêm động lực, và mong quý vị cho Nhi một like, cũng như là nếu quý vị thấy cái video của Nhi mà nó có hữu ích cho quý vị thì quý vị cho Nhi một lượt chia sẻ. Rồi, bye bye quý vị.